chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop lần thứ 9. Và trong lần này chúng mình sẽ đem tới cho các bạn những kiến thức để làm sao có được một chiếc laptop nhanh, gọn, lẹ và đúng với yêu cầu của mình nhất. Và hôm nay mình sẽ mời đến anh Trương, admin của Tech Cà Phê, đem đến cho các bạn những kiến thức mà giúp các bạn có thể trang bị cho mình để làm sao mua được một chiếc laptop đúng ý nhất khi các bạn là một người sinh viên mới. Chào mừng các bạn, mình là Trương, thì mình là nhà sáng lập cũng như là quản trị viên của trang tin công nghệ Tech Cà Phê. Và mình rất là vui có mặt cùng với Bình ngày hôm nay để có thể chia sẻ với các bạn những cái thông tin bổ ích nhất, đặc biệt là những bạn sinh viên. Chúc mừng các bạn vừa đã kết thúc những cái lớp học căng thẳng của kỳ thi lớp 12. Và chào mừng các bạn đến với một lớp học mới, lớp học làm sao để chọn laptop. Và các bạn sẽ không gặp thầy cô nữa mà các bạn sẽ gặp thầy thuốc. Đây, thầy thuốc nhân dân với mình nha. Thầy thuốc này là một người thầy thuốc có cực kỳ nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như là laptop, điện thoại, và em nghe nói đâu đó là có cả phần mềm nữa. Không biết là anh Trương hôm nay đem tới cho chúng ta lượng kiến thức nhiều đến cỡ nào. Nhưng mà trước khi vào đến câu hỏi thì em có một câu gọi là người chọn ngành và ngành chọn laptop. Vậy thì anh nghĩ sao về câu nói này? Thực ra thì khi các bạn học đại học á, tất nhiên là các bạn sẽ phải chọn cái ngành các bạn muốn học và cũng là cái nghề các bạn sẽ làm việc trong tương lai. Và dựa vào cái nhu cầu của bạn về cái ngành học thì tất nhiên nó sẽ có những cái chiếc laptop phù hợp khi các bạn đi học. Còn khi các bạn đi làm thì là một câu chuyện khác. Thế là đó là nghề nó chọn người chứ không còn là người chọn nghề nữa. Người chọn nghề. Vậy thì khi mà đã chọn được nghề rồi, đã chọn được ngành rồi, vậy thì đã là sinh viên thì không có quá nhiều gọi là kinh phí chi ra cho một chiếc laptop. Vậy thì anh nghĩ sao nếu chúng ta chọn phương án là mua một chiếc laptop cũ? Thật ra việc chúng ta mua một chiếc laptop cũ cũng thấy gọi là một phương án khá là kinh tế. Giả sử như bây giờ thường những chiếc laptop mới ra mắt ở thị trường thì chúng ta phải chi trả tầm khoảng mười mấy triệu là ít nhất để cho mình có thể mua được một chiếc laptop mà gọi là phổ thông dành cho những bạn sinh viên. Và nếu mà các bạn chọn phương án mua máy cũ thì một là các bạn cùng với số tiền đó các bạn sẽ có được một cái cấu hình cao hơn để phục vụ cho cái nhu cầu về nghề nghiệp hoặc là ngành học của mình, hoặc là các bạn có thể có một cái số tiền ít hơn để chi trả ban đầu cho một chiếc laptop văn phòng. Ví dụ như một chiếc laptop cũ tầm khoảng 7 đến 10 triệu là các bạn đã có thể gần như là cân hết tất cả những cái phần mềm văn phòng mà các bạn sẽ gặp phải khi mà mình đi học đại học. Đấy. Ngoài ra thì anh nghĩ cũng có một phương án khá hay nữa là khi mà kinh tế thị trường bây giờ nó phát triển thì việc là chúng ta rất là dễ dàng để mua trả góp. Đúng. Tức là giả sử như các bạn có nhu cầu mua một chiếc laptop trị giá hơi cao xíu 30 triệu, 40 triệu và các bạn không có nhiều ngân sách thì các bạn có thể trả trước khoảng 50% và các bạn lấy cái máy đó về. Đặc biệt những cái kênh như là Thế Giới Di Động, những kênh lớn thì đều đã có cái hệ thống trả góp hết rồi. Thì đó cũng là một lựa chọn. Nếu mà bạn là không chắc chắn về việc là chúng ta mua máy cũ thì có thể chọn mua trả góp máy mới. Và cái câu mà anh chốt đó là nếu chúng ta không chắc chắn thì có nghĩa là khi chúng ta mua máy cũ thì nguy cơ rủi ro rất là cao, khi mà chúng ta không có kinh nghiệm thì sẽ bị bùa, bị thuốc chẳng hạn. Vậy thì có một số kinh nghiệm nào nho nhỏ, một cái tip gì nho nhỏ để chúng ta biết được những con máy nào bị thay linh kiện hay là bị sao đó không anh? Thật ra thì về cơ bản khi các bạn mua laptop thì các bạn đều sẽ có một cái content bảo hành ở phía đấy. Thì nếu mà để chắc chắn là cái máy nó chưa bao giờ bị bung ra để thay thế hay sửa chữa linh kiện gì đó, thì các bạn có thể nhìn vào cái tem. Nếu cái máy nào còn tem thì độ tin tưởng nó sẽ cao hơn. Thứ hai là nếu trong trường hợp mất tem thì các bạn cũng có thể nhìn vào cái ốc nó có những cái vết xước hay không, đã từng có dấu vết cạy hay không, để mình biết được là máy đã từng mở ra hay chưa. Một chiếc máy đã từng mở ra thì không phải là một chiếc máy không tốt, có thể là người ta mở ra để người ta nâng cấp, nhưng đôi khi cũng là mở ra để sửa chữa. Đây là điều các bạn cần phải quan tâm đầu tiên là về cái phần ngoại quan, về phần đã qua sửa chữa hay chưa. Cái thứ hai là về cái tất nhiên là khi mình dùng một cái thiết bị gì lâu ngày đều sẽ có sự hao mòn và nó sẽ cũ dần qua thời gian. Và tất nhiên là có những vết xước, nếu như các bạn chấp nhận được ở những cái vấn đề về ngoại hình của máy thì đó là do lựa chọn của các bạn ha. Về ngoại hình, cái nữa là về phần cứng.
Ở đây mình ví dụ như một chiếc laptop thì sẽ quan tâm về vấn đề mainboard, bàn phím, màn hình, loa các kiểu. Đầu tiên mình sẽ nói về phần màn hình trước nha. Chúng ta sẽ chịu khó nhìn và quan sát cái màn hình có những cái dấu ví dụ như là đốm phản quang hay không. Chúng ta sẽ dùng những cái phần mềm check màu để xem là máy có bị điểm chết hay không, hoặc là máy nó hiển thị nó có bị lỗi gì hay không. Đó về phần màn hình. Về check màu rất là dễ, các bạn lên YouTube các bạn gõ là color test, nó sẽ ra rất là nhiều cái video mà sẽ nhảy 7 màu rồi chuyển màu từ đậm sang nhạt. Đấy, đó là vấn đề về màn hình. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đó chính là về phần mainboard. Mainboard thì có thể là những cái máy nó hoạt động lâu ngày đặt trong môi trường bụi bặm, nó sẽ bị đóng bụi ở phần quạt và phần những cái lá tản nhiệt, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng về cái độ bền của máy. Thì mình chịu khó mình nhìn một xíu khu vực đấy coi nó có quá bụi hay không. Và mình vệ sinh, có thể dùng quạt mình thổi bên ngoài, không cần phải bung máy đâu. Mình chỉ cần dùng quạt thổi bên ngoài nó cũng sẽ sạch được một phần. Và sau đó các bạn thử dùng những cái phần mềm stress test, ví dụ như là AIDA64 hoặc là RAID 95, hoặc là các bạn chơi một cái tựa game thì nó hơi nặng xíu cũng được, để chúng ta xem máy có hoạt động ổn định được hay không trong thời gian dài. Đôi khi là máy nó có những cái lỗi kiểu như nó, khi mà nó hoạt động quá nặng, quá sức của nó thì nó sẽ bị đùm, nó sẽ bị lỗi. Thì đó cũng là một cái để mình check về phần cứng một cách tương đối thôi ha, xem máy có độ ổn định hay không. Rồi một cái nữa mình cũng cần quan tâm nữa là về bàn phím và chuột. Bàn phím và chuột thì thứ nhất là chúng ta kiểm tra xem các cái phím nó hoạt động nó có ổn định hay không. Mình có thể lên một cái website là Test Keyboard. Đúng rồi, nó sẽ hiển thị hết toàn bộ những cái phím chúng ta bấm nó có ăn hay không, nó có cái phím nào bị lờn hoặc là bị double click, và cả chuột cũng như vậy. Này, và cuối cùng là các bạn check những cái cổng kết nối. Có thể là những cái cổng kết nối ví dụ như PC hoặc là USB-A gì đó nó bị lỏng, nó kết nối chậm chờn thì các bạn sẽ không dùng được cái cổng đó. Yeah. Đấy là một số các cái điểm cơ bản về phần gọi là phần cứng của máy để test được. Đấy. Cái thứ hai là các bạn sẽ phải quan tâm một xíu là về cái cấu hình của máy đó nó có phù hợp với nhu cầu các bạn hay không. Ví dụ như là chúng ta mua máy cũ vì chúng ta mong muốn có một cái cấu hình tốt hơn, nhưng mà thật ra là cấu hình đó nó lại chưa đủ tốt để mình có thể làm, thì cũng phải là điều các bạn cần cân nhắc. Đôi khi là đợt cũ quá rồi, đúng rồi, nó cũ quá rồi. Ví dụ như các bạn thấy có người quảng cáo máy CPU có i7 có kẹt rời GeForce, nhưng mà i7 đời nào? i7 đời 3 chẳng hạn. Đúng rồi, i7 đời 3 thì bây giờ nó còn thua cái chip U Core i5 bây giờ đời thế hệ 12 đó. Hoặc là cái card đồ họa của nó mang tiếng là card đồ họa rồi, nhưng mà nó những cái con dòng rất thấp thôi. Ví dụ như là MX hoặc là GTX 650 hay đời rất cổ rồi, thì nó cũng sẽ không tốt bằng việc các bạn thôi mua máy mới trả góp cho lành. Phần nữa là khi mà mua máy cũ thì cái độ uy tín của cửa hàng cũng là một cái đúng rồi chúng ta cần lưu ý. Khi mà máy cũ thì không, chúng ta không thể check được nguồn nó từ đâu, và chúng ta chỉ có biết bám víu vào cái nơi mà chúng ta mua hàng, đó là nơi mà có thể các bạn uy tín chẳng hạn, thì đó sẽ là những nơi mà các bạn có thể dựa vào để mua được. Còn những nơi mà giao bán những con máy rất là rẻ rồi các bạn hàng rẻ các bạn mua nữa thì lúc đó sẽ rất là khó chịu khi mà tiền mất còn tật thì mang. Còn nếu như các bạn có kinh nghiệm về chọn laptop, bạn biết một xíu về kỹ thuật, các bạn có thể chọn được máy thì có thể mua lại từ người dùng bình thường, đúng. Người dùng cá nhân. Còn nếu như các bạn thật sự các bạn không biết gì hết, các bạn không rành gì hết, thì tốt nhất là nên tìm cửa hàng, một cửa hàng uy tín chuyên bán những cái máy cũ. Không, mình nói trường hợp máy cũ. Thì nên tìm cửa hàng, nó là một cái có bảo hành, ra các bạn cũng sẽ an tâm hơn. Bây giờ chúng ta là người có tài chính rồi. Các bạn sinh viên hầu hết là sẽ có một khoản nho nhỏ cỡ 15 triệu đi. Vậy thì anh có một cấu hình nào hoặc là có một số mẫu mã máy nào để phù hợp với máy mới hay không? Ở tầm giá 15 triệu ở đây mình sẽ phân ra hai nhu cầu ha. Một là những bạn học những cái ngành nghề thiên với văn phòng nhiều hơn, ví dụ các bạn học marketing, các bạn học kinh tế, hoặc là các bạn học báo chí chẳng hạn. Những cái ngành mà các bạn sẽ không cần quá nhiều sức mạnh phần cứng thì các bạn hoàn toàn có thể mua thẳng một chiếc laptop giá 15 triệu. Cấu hình hiện tại khá là tốt, với ví dụ các bạn có thể mua được Core i5 thế hệ thứ 12. Chip U. Hoặc là các bạn có thể mua được những cái con máy sử dụng AMD Ryzen chip U
Thật ra AMD Ryzen GPU cũng khá là mạnh nha. Mọi người ở tầm giá này thật ra Intel hay là AMD gì đều có sức mạnh khá là đủ để các bạn có thể làm việc thoải mái. Một cái lưu ý là các bạn nên tìm những cái máy có khả năng nâng cấp được ở tương lai. Tại vì bây giờ mình không có tiền, mình mua những cái máy có cái min option thôi. Ví dụ CPU và card đồ họa là các bạn sẽ không nâng cấp được. Nhưng mà về RAM, về ổ cứng thì là những cái các bạn có thể nâng cấp. Và ít nhất các bạn nên chọn những cái máy có RAM khoảng 8GB trở lên. Và chọn những cái máy mà sử dụng bộ nhớ SSD. Tại vì các bạn biết SSD nó rất là quan trọng khi mà các bạn sử dụng. Nó sẽ ảnh hưởng gần như là 90% cái trải nghiệm của bạn khi dùng bình thường. Mình có một cái CPU rất là mạnh, mình có một cái card đồ họa rất là mạnh, có một bộ dung lượng RAM rất lớn, nhưng mà ổ cứng HDD rất chậm, thì các bạn sẽ phải đợi boot win cũng 2-3 phút. Trong khi SSD, một cái máy có thể cấu hình yếu hơn nhưng chỉ boot win trong khoảng 30 giây. Đấy, đấy là cái các bạn cần phải cân nhắc, là nên chọn những máy có sử dụng SSD, đặc biệt là những cái SSD M2. Ồ, M2, em M2. Đúng rồi. Thường nó sẽ là PCI Express X3. Nếu mà ít tiền hơn một xíu nữa có thể là SATA 3 cũng được. Đúng rồi. Còn máy chuyên biệt hơn một xíu nha, sao anh? Ví dụ như là làm đồ hay là coder chẳng hạn. Nếu bây giờ mình phân ra hai nhu cầu nữa nha. Nếu mà gọi là những bạn có cần cấu hình á, thì mình sẽ thêm vào những người cần CPU nhiều hơn hoặc những người cần GPU nhiều hơn. Những cái nhóm người mà sẽ cần CPU nhiều hơn hoặc RAM nhiều hơn, ví dụ như các bạn học IT, những các bạn sẽ phải mô phỏng, các bạn chạy máy ảo, thì các bạn sẽ cần những máy có CPU chip H, không sử dụng chip U nha, và RAM phải 16GB hoặc là 32GB RAM mới đủ để các bạn dùng. Thì lúc này những cái máy mà tầm 15 triệu mà bạn mua thẳng sẽ không thể nào mua nổi, không có cấu hình đó ở tầm giá đó. Cho nên là các bạn sẽ phải mua trả góp những cái máy có cao hơn. Các bạn có thể lựa những cái dòng sản phẩm văn phòng mà có chip H, hoặc là các bạn lựa chọn luôn là những cái máy gaming. Thì giữa cái những cái máy văn phòng chip H và những cái máy gaming đó thì có một cái điểm khác như thế này. Ở cái tầm giá mà 20 mấy triệu á, thì những cái máy gaming sẽ thiên về việc là chúng ta chơi game nhiều hơn, cho nên nó sẽ có cái tản nhiệt tốt, nó sẽ có được cái bàn phím tốt, rồi đèn RGB lập lòe các kiểu, những cái là cool ngầu để các bạn có thể giải trí được. Còn những cái máy văn phòng mà tầm 20 mấy triệu mà chip H á, ví dụ như là VivoBook Pro đi, thì những con đấy nó sẽ có màn hình OLED rất là đẹp, đẹp hơn. Nó là sẽ được thiên được cái màn hình, nhưng mà bù lại các bạn nó sẽ không có một cái thiết kế quá chỉ cool ngầu như kiểu gaming, mà sẽ là lịch thiệp để các bạn có thể mang lên trường được, không ai soi mói, mang đi nhiều nơi được đó. Thì đó là nhu cầu, tùy theo nhu cầu ha. Nếu các bạn thích một cái máy màn đẹp thì tìm những con văn phòng chip H, còn nếu các bạn có thể dùng để giải trí nhiều hơn thì các bạn chọn gaming. Còn riêng mà những bạn mà làm đồ họa là thiên về cả màn đẹp và cả GPU luôn, thì các bạn phải chịu khó lên một xíu nữa. Em nghĩ chắc cỡ 30-40 triệu đồng. Ví dụ như một số cái dòng dành cho creator của những cái hãng laptop, đối với mình ví dụ như gaming thì cũng có mấy cái dòng đẹp như Zephyrus, ALG Zephyrus thì cũng là một những con gaming có màn đẹp để các bạn cân bằng giữa cái cấu hình và cái màn hình mà đều mình làm việc được học được. Ngoài ra thì thực ra các hãng cũng sẽ có những cái dòng chuyên biệt cho creator nữa, nhưng giá nó sẽ hơi cao. Đúng rồi. Này. Mấy dòng đó gọi là khi chúng ta đã ra trường và làm nghề rồi thì chúng ta có thể đầu tư được. Nhưng mà với lúc học thì chúng ta chưa có quá nhiều kinh phí thì chúng ta nên đầu tư ở những cái dòng máy có thể trung lập được. Thực ra thì không phải là quảng cáo suốt thực ra. Nhưng mà mình nói ví dụ một cái dòng máy thôi, các bạn có thể tìm những cái thương hiệu tương đương ở phân cấp đó ha. Ví dụ như Asus cũng có những cái dòng như là VivoBook Pro, là những cái máy dành cho sinh viên, mức giá khoảng 30 mấy triệu thôi, cũng có OLED, cũng có card rồi, cũng có CPU chip, thì cũng có thể hướng tới những cái bạn mà làm về đồ họa được. Rồi, có một cái nhu cầu nữa là những bạn mà sẽ làm thiên về lập trình game chẳng hạn, thì lúc này các bạn cần GPU nhiều hơn là cái màn hình. Đó. Thì lúc đó gaming sẽ là lựa chọn chân ái cho các bạn. Rồi một cái nữa là những cái bạn mà học về ngành kiến trúc. Em hình dung ra được rồi. Kiến trúc thì lúc đó là các bạn màn hình ra bạn vẽ toàn là vẽ đường thẳng, các bạn
không quá khe về màu. Đúng. Nhưng mà các bạn cầu một máy trâu bò thì lúc đó các bạn nên tìm những cái máy rotation cũ sẽ phù hợp hơn. Đúng. Đối với sinh viên nha, đối với sinh viên các bạn tìm rotation cũ thì nó sẽ phù hợp hơn như các bạn. Còn mua rotation mới thì giá căng lắm. Nếu mà làm về đồ họa không đi, có một con máy mà em vừa có cơ hội được sử dụng, đó là con ZenBook 14X OLED Space Edition. Mặc dù là không có card đồ họa giờ nha, nhưng mà con Intel Gen 12 ở đó đã giúp em có thể edit một cái video 4K. Đúng rồi, thực ra nếu mà mình làm đơn giản ở những cái vlog hoặc là up TikTok hoặc là mình làm YouTube đơn giản thôi. Thì cái máy nó rất là ok để mình dùng. Tại vì thực ra là CPU Intel Gen 12 nó có tích hợp cái GPU Iris Xe khá là mạnh. Và nó cũng có sẵn những cái bộ encoder các kiểu để làm video. Nhưng mà nếu các bạn mà học để làm phim á, cũng là làm về đồ họa mà làm về phim thì nó sẽ nhiều hơn, bạn sẽ cần là effect. Đúng rồi. Lúc đó effect thì cái combo xem đủ. Đúng, đúng, đúng. Từ nãy giờ mình chỉ nói về hình như là Windows hay không, là Windows không thôi. Vậy Mac anh nghĩ sao về lựa chọn Mac? Ok, câu hỏi rất là hay nha. Thực ra sinh viên các bạn đừng nên mua Mac. Tại sao vậy? Thứ nhất, giá của một chiếc máy Mac không rẻ. Các bạn phải bỏ rất nhiều tiền. Và đối với việc mà các bạn mua cái máy quá mắc, các bạn sẽ có xu hướng là cưng như trứng, hứng như hoa. Mà cái máy MacBook là cái máy các bạn rất là dễ móp. Thực sự anh đã dùng MacBook và anh phải mua rất là nhiều đồ để bảo vệ cho nó vì máy mắc lắm. Trong khi máy Windows các bạn quăng quật cũng được, lỡ cái bạn đeo ba lô mà nó có rớt xuống thì các bạn đỡ sốc hơn, đỡ đau tim hơn. Đấy. Và đa phần các cái phần mềm các bạn xài á, thì cả Win và Mac đều có. Không có lý do các bạn nên Mac cả. Tất nhiên nếu các bạn là sinh viên RMIT thì cứ mua Mac đi. Còn các bạn có điều kiện thì còn nói bình thường các bạn mua, anh nghĩ là Windows là một cái máy có B2B ok. Và thứ hai là khi các bạn cần giải trí, các bạn chơi game thì các bạn biết rồi đó, các bạn rất là khó để chơi game trên Mac. Hầu như là không thể. Ví dụ ai rủ các bạn làm một ván liên minh huyền thoại thì bút xăng máy Win chơi. Bút xăng Win. Mà nếu mà máy Mac mà đi bút Win thì nó... Mua máy Win đi còn hơn. Chưa kể bây giờ Mac họ xài M2. M2 mới ra mắt. M1, M2. Đó, thì lại là một câu chuyện khác về mặt tương thích phần mềm game. Ngay cả phần mềm học tập bình thường, em thấy họ đã mất khá thời gian để hỗ trợ cho hai con chip mới. Đúng rồi. M1, M2. Vậy thì nhưng mà em thấy họ đang bị kiểu như là mời gọi quá là nhiều á. Em mua máy Mac đi nó dùng lâu hơn so với các bạn, lâu hơn, bền hơn, kiểu cầm máy Mac đây là sang chảnh hơn nè em. Đồng ý là Mac nó sẽ có một cái thiết kế rất là sang, tất nhiên nhôm nguyên khối, logo phát sáng, trái táo là một cái ăn tiền đấy. Nhưng mà không phải là mình anti những bạn MacBook. Nhưng mà đối với sinh viên thôi, vì mình giới hạn ở đây là sinh viên thì không nên xài máy. Đúng là bền hơn cũng khó nói. Tại vì á, các bạn nhìn vào cái hệ thống tản nhiệt của máy Mac, nó rất là cơ bản. Tại vì máy nó hầu như không tỏa quá nhiều nhiệt. Nhưng mà đối với sinh viên thì thường các bạn sẽ ở trong ký túc xá. Ký túc xá là một môi trường gọi là nóng, ẩm, nhiều bụi và dễ bị dơ. Và cái máy Mac thật sự rất là khó vệ sinh. Đấy, các bạn tháo ra khó. Thật ra cũng phải là khó nhưng mà nó quá chi tiết. Trong khi máy Win thì các bạn chỉ cần cầm cái máy cái thổi là các bạn thổi vào cái khe hút gió là nó đã bay cái bụi đi rồi. Trong khi máy Mac các bạn phải gỡ nguyên cái phần nắp đáy lưng ra thì các bạn mới vệ sinh được. Chưa kể những con Air là nó không có quạt nữa. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện khác nữa. Còn về mình nghĩ thấy rõ ràng một vật lý á, thì máy nào hệ thống tản nhiệt tốt hơn thì mình nghĩ nó sẽ bền hơn. Một phần nữa là của bền tại người. Đúng rồi. Thực ra là nếu còn một cái nữa là không, các bạn không chỉ tốn tiền cho cái MacBook mà khi các bạn nó xài Mac rồi á, các bạn sẽ có xu hướng là muốn mua đủ bộ. Các bạn sẽ kiếm thêm tiền để các bạn mua iPhone, các bạn mua thêm AirPods, các bạn mua thêm iPad. Đúng, đúng. Đó. Đó là cái vấn đề rất là đau đầu khi những người đã dấn thân vào con đường mê táo là hệ sinh thái. Đúng rồi. Khi mà chúng ta đã có MacBook thì chúng ta phải có iPhone để đồng bộ với nhau để thành một cái hệ sinh thái.
và chưa kể đến cái lúc mà chúng ta đã có đủ rồi thì chúng ta phải tìm cách bảo vệ nó, vì nó quá đẹp mà mình không bảo vệ, mình bỏ một cục tiền rất là lớn mà mình không bảo vệ nó thì mình rất là có lỗi. Nên là em cảm giác như là một chiếc máy mua về để mình sử dụng nó chứ không phải là nó sử dụng mình. Đúng. Nên là em nghĩ là nên mua một chiếc máy làm thế nào để các bạn vừa đáp ứng được nhu cầu mà vừa giúp các bạn thoải mái nhất khi sử dụng, đó mới là chiếc máy mà các bạn cần. Ừ. Và chúng ta đã khá là nói cũng khá là nhiều và cũng đến thời lượng kết thúc. Vậy thì trước khi kết thúc, anh Trương có muốn nhắn gửi gì đến các bạn tân sinh viên mới cũng như là các bạn đang xem kênh? Thật ra thì mình muốn gửi đến các bạn là các bạn việc chọn cái máy nào á thực sự cũng không quan trọng bằng việc các bạn cố gắng học như thế nào. Đôi khi là các bạn không có nhiều tiền, các bạn mua một chiếc máy hơi cũ một tí, nó có thể là nó xử lý cái những cái bài tập của bạn hơi chậm một tí, nhưng ít nhất các bạn cố gắng để làm hoàn thành bài tập của các bạn, đó là cái điều cần thiết nhất. Chứ các bạn có một cái máy thực sự là mạnh, các bạn có thể làm nhanh nhưng các bạn không chịu làm, các bạn không chịu học thì kết quả cũng là số 0 thôi. Cho nên là cuối cùng cũng là các bạn học được hay không, các bạn làm được hay không, các bạn phát triển được như thế nào, đó là từ các bạn. Còn cái máy hãy để nó là công cụ hỗ trợ, đừng quá quan trọng về cái máy để mà chúng ta mất đi bị phân học. Tâm cái sự học đấy. Chính xác là như vậy, khi là máy móc chỉ là công cụ hỗ trợ chúng ta trong việc học tập đây thôi, còn việc học như thế nào, học tốt như thế nào, chăm học như thế nào thì đó là việc của chúng ta. Và đến đây thì chúng mình cũng xin khép lại số laptop lần thứ 9 lần này, và mình hy vọng sẽ được nhiều lần hơn lên sóng cùng với anh Trương, admin của Tech Cafe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See ya.